trong khuôn khổ của Hội báo toàn quốc năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động chuyên đề hấp dẫn với nội dung sáng tạo trong cách tiếp cận độc giả khán giả. Những hoạt động này là điểm nhấn tạo nên sự thành công của ngày hội báo chí cả nước. Một trong những hoạt động nhận được sự quan tâm tạo tiếng vang của hội báo năm nay là diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số và tọa đàm chuyện nghề hai chữ nhân văn. Đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi mặt đời sống xã hội như hiện nay. Tuy nhiên, phát triển báo chí cũng cần đi đôi với chữ tâm của mỗi người làm nghề. Những hoạt động này nhằm khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân, nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Chuyển đổi số không phải chỉ đơn giản là số hóa các nội dung đưa lên nền tảng số, mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới mẻ, tạo ra những sản phẩm thông tin mới mẻ và thậm chí tạo ra cả một cái văn hóa trong tòa soạn cho nó phù hợp với cái môi trường của chuyển đổi số. Cùng với diễn đàn chuyển đổi số, Hội báo đã tập trung giới thiệu một số đơn vị báo chí có những bước tiến trong hoạt động chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn đa phương tiện, tòa soạn hội tụ. Đài Tiếng nói Việt Nam đến với cả hội báo mang tất cả những cái thế mạnh của mình, đó là một tập đoàn truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ, không những truyền tải cho thính giả, công chúng trong cả nước và truyền tải đến những thông tin của Việt Nam đến cộng đồng quốc tế để hiểu về tình hình của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển Tổ quốc. Có may mắn là tôi làm việc với báo Nhân dân, một tờ báo được gọi là rất là mang tính chính trị, truyền thống. Nhưng gần đây đã có những cái bước chuyển đổi số rất là mạnh mẽ. Ví dụ như họ có cả những kênh TikTok, họ có cả những kênh về như là lên Spotify và những cái nền tảng gọi là social audio. Đó là những cái cách chuyển mình mà tôi cho rằng là một cái đơn vị mà tưởng rằng là cũ như Nhân dân mà còn chuyển đổi số được, thì tất cả các tòa báo khác tôi tin rằng đều có thể chuyển đổi số được. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ hoàn thiện đề án công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động điều hành hệ thống Hội Nhà báo từ trung ương đến cơ sở, hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số. Hội sẽ đồng hành cùng các cơ quan báo chí, tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, khai thác tối đa nền tảng Internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện, chuyên dẫn đa nền tảng, trở thành những cơ quan báo chí đa phương tiện phát triển mạnh mẽ.